Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dơ Watt. Và hôm nay đồng hồ Dơ Watt của chúng tôi review giới thiệu với anh em 3 mẫu đồng hồ đôi của thương hiệu Olympia Star đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dơ Watt của chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng đôi một anh em nhé. Rồi, đến với đôi đồng hồ đầu tiên trước mắt anh em, đây là một đôi đồng hồ của thương hiệu Olympia. Thì anh em cũng biết rồi, Olympia là một thương hiệu đồng hồ cũng rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới luôn. Vâng, đồng hồ giờ mắt của chúng tôi hiện tại cũng đang phân phối bán lẻ thương hiệu đồng hồ Olympia cho ta này. Rồi, thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Olympia có mã là OPA 55958SK và giá là 6.790.000. Đấy, thì anh em mua online thì chúng tôi sẽ sale anh em 10%. Rồi, thì trước mắt anh em đây là một đôi đồng hồ cũng rất là yêu luôn. Mẫu nam và mẫu nữ đều giống nhau y hệt luôn. Và mẫu đồng hồ này thì là được thiết kế là Dermy viền benzen dính đá quý. Và phần mặt số thì được điểm những viên đá quý rất là nổi bật trên mặt đồng hồ này. Thì chất liệu dây vỏ là thép 316L, kính sapphire, máy quắc chạy bằng pin, kim bút chì rất là đẹp luôn. Đây, kim bút chì rất là đẹp. Dây Dermy được thiết kế những mắt xích rất là nhỏ, nó rất là mịn màng, cảm giác nó rất là lịch lãm nhẹ nhàng anh em ạ. Thì mẫu đồng hồ này hiện tại nó cũng có rất là nhiều màu khác nhau. Hiện tại tôi review một mẫu là Dermy cho anh em xem. Thì anh em có biết rồi, đồng hồ đôi thì cũng rất nhiều anh em muốn tìm kiếm mà cũng không biết mua ở đâu là hàng chính hãng. Thì cho nên hôm nay giờ có chúng tôi review cho anh em xem mẫu đồng hồ đôi này, xem là đẹp thì anh em cũng mua để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Dơ Watt chúng tôi anh em nhé. Đây, thì ta có thể xem về cái phần là phần khóa của em nó này. Phần khóa thì bao giờ có logo sắc nét của OOP này. Đây, phần khóa thép không gì sắc nét luôn. Và đây là phần đáy của em nó này. Phần đáy của em nó thì bao giờ có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này và có tem chống giả của OP đây. Đấy, của thương hiệu OP. Rất là đẹp luôn. Đồ hoàn thiện rất là cao luôn, gần như tuyệt đối anh em ạ. Quá đẹp, long lanh luôn. Với mức giá này thì anh em mua mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là khỏi phải bàn rồi. Đeo phải bền bỉ vài chục năm là chuyện bình thường luôn. Đây, đây là mẫu nữ anh em nhé. Đây mẫu nữ này. Đấy, mẫu nữ thì khóa của mẫu nữ khác với khóa của mẫu nam. Khóa mẫu nữ thì là khóa bướm. Đấy, khóa nam thì khóa gập ba. Đây tôi quay lại cho anh em xem này. Đấy, đây khóa bướm này anh em này. Đó. Đây. Cực kỳ là sắc nét tinh xảo luôn này. Đấy phần đáy của em nó đây. Vâng, phần đáy của em nó cũng giống như mẫu đồng hồ nam thôi. Vâng, đều là có thông số kỹ thuật, mã của đồng hồ và cũng có tem chống giả của thương hiệu OP đây. Tem bảy màu luôn, lấp lánh này anh em nhé. Thì tất cả là đều là chính hãng. Anh em mua chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em là 5 năm luôn. Vâng, 5 năm luôn tại đồng hồ Dơ Watt và 2 năm chính hãng anh em nhé. Này, một đôi lên tay rất là đẹp luôn. Rồi, tôi đã đeo lên tay đây anh em này và tôi cũng mượn luôn tay của bạn gái nhân viên ở đây. Đấy, đây anh em nhìn nhé, một đôi này, cực kỳ là chất luôn này. Đấy, nam nữ đây. Đấy, cực kỳ là chất luôn. Đấy, lên tay rất là đẹp luôn. Sát mặt của mẫu đồng hồ nam là 40 và đồng hồ nữ thì để tôi đo luôn xem nào. Mẫu đồng hồ nữ là size 28 anh em nhé. Đây, mẫu đồng hồ nữ là size 28 luôn. Đó. Đây, anh em nhìn lên tay có ok không? Rất là chất luôn đúng không? Đây, đây mẫu đồng hồ này mà mua để đeo cho tình cảm đi lên thì tôi nghĩ là khỏi phải bàn rồi. Quá là chất. Mặt thiết kế rất là đẹp luôn. Mặt kiểu dạng như là vân cát luôn này. Vân cát rất là đẹp luôn. Có cái gì đó rất là lạ. Và viền benzen được đính đá thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cả nam cả nữ đều rất là đẹp. Rồi ok. Rồi trên hai mẫu đồng hồ này thì anh em thấy thế nào? Quá đẹp đúng không ạ? Mua tặng cho người thân rồi là mua tặng cho mình, hoặc là mua làm quà biếu. Đôi đồng hồ này quá là đẹp luôn. Mã của mẫu đồng hồ nữ là OPA 55958DLSK, giá là 6.490.000. Thì ở mẫu đồng hồ nữ thì rẻ hơn một chút so với mẫu đồng hồ nam anh em nhé. Đây này, mẫu đồng hồ nữ rẻ hơn một chút. Đấy, mẫu đồng hồ nam thì là 6.790.000 và mẫu đồng hồ nữ thì là 6.490.000 và được sale 10% anh em nhé. Vâng. Rồi ta sẽ sang đến đôi đồng hồ thứ hai trong buổi review hôm nay. Trước mắt anh em đây là một đôi đồng hồ nam nữ cũng rất là đẹp này. Đây là một đôi cũng rất là yêu luôn. Mặt được thiết kế cũng rất là đơn giản, gồm có là kim mũi giáo gót nhọn này và có lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống này. Mặt kính sapphire, cọc số màu bạc đồng bộ với phần dây vỏ luôn. Đấy, phần dây thì là
kết hợp giữa đánh xước và đánh bóng luôn này. Đấy, phần dây rất là đẹp, rất là đẹp, mắt xích vừa phải, rất là đẹp luôn. Thì mẫu đồng hồ này có cái phần thiết kế là viền benzen, có những cái phần răng cưa này cũng rất là hay luôn. Vâng, nó tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này, rất là đáng yêu luôn anh em ạ. Đấy. Đây, size mặt của mẫu đồng hồ nam là 40 anh em này. Đấy, độ dày này, độ dày là có 7.9 anh em nhé. Đấy, tay tôi thuận tay trái nên nó hơi ngược tay một chút. Đây, 7.9 anh em ạ. Độ dày 7.9 là quá mỏng rồi. Rồi, tôi đo size mặt của mẫu đồng hồ nữ này. Size mặt mẫu đồng hồ nữ thì tôi nghĩ là cũng khoảng 28 thôi. Đấy, đúng chính xác 28 luôn anh em này. Đây, độ dày của em nó là chỉ có 7.1 anh em ạ. Quá mỏng luôn này, rất mỏng luôn. Đó. Vâng, thì với size mặt và kích thước của mẫu đồng hồ nam nữ như thế này là tôi nghĩ là rất phù hợp với cổ tay của người Việt mình. Đấy, anh em gần như ai cũng đeo được. Ví dụ cứ khoảng tầm từ 55 cân đổ lên cho đến khoảng tầm 70 cân đổ xuống thì đeo hai mẫu đồng hồ này rất là ok luôn, kể cả nam thì cả nữ. Đeo thì tôi nghĩ là rất là ok rồi. Rồi, chúng ta xem mã của em nó nào. Mã của mẫu đồng hồ nữ là OP5695SL và giá là 5.290.000 thôi. Đấy, anh em online chúng tôi siêu anh em 10%. Và mã của đồng hồ nam này 5695MS và giá là 5.290.000. Đây, mẫu nam mẫu nữ giá bằng tiền nhau anh em nhé. Hai cả hai mẫu này là giá bằng tiền nhau luôn. Đây. Đấy, nam nữ là giá bằng tiền nhau luôn, đều là 5.290.000 hết. Đấy. Thì anh em thấy thế nào? Mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá rất là đẹp. Anh em nào cần sự trẻ trung, năng động mà nhẹ nhàng thì tôi nghĩ là đây một đôi đồng hồ để mua tặng hoặc là mua đeo thì quá đẹp luôn. Mà giá thì cũng rất là hợp lý, 5.290.000 sale 10% thì còn khoảng tầm 4.7-4.8 thôi. Giá này thì rất là phù hợp cho một mẫu đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Olympianus này. Đây. Đấy, chất liệu là dây, là thép không gỉ này, mặt kính sapphire. Và thiết kế rất là thanh lịch và nhẹ nhàng. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, tôi sẽ đeo lên tay mẫu đồng hồ này nhé. Rồi, đây anh em này. Đấy, một đôi lên tay đây, một đôi đồng hồ này thì tôi nghĩ là khỏi phải bàn rồi, mua tặng hoặc là mua vợ chồng mua cho nhau, người yêu mua cho nhau hoặc là mua tặng cho các sếp các thứ đều rất ok, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là chất luôn anh em ạ, rất là sang luôn, gọi là sang xịn mịn ở đây này, rất là đẹp luôn. Rồi, ok, rồi sang đến đôi đồng hồ thứ ba nào. Đây, trước mắt anh em đây là một đôi đồng hồ tôi nghĩ là cũng không còn phải bàn cái gì nữa rồi. Đây là một đôi đồng hồ được thiết kế cũng rất là yêu luôn. Đấy, rất là yêu luôn anh em này. Đấy, từ dây đến vỏ cho đến mặt số này. Đấy, độ dày các thứ rất là hợp lý. Thì mẫu đồng hồ nam này là size 40 này, nữ cũng là 28. Đấy, size mặt rất là căn bản. Đấy, gần như là người Việt thì ai cũng có thể dùng được mẫu đồng hồ này. Ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này luôn. Mẫu đồng hồ nam này thì lịch ngày ở cọc số là 12 giờ. Được thiết kế cũng rất là phá cách luôn và có kim rốn ở cọc số 6 giờ đây. Đấy, đây là phần kim rốn ở cọc số 6 giờ, rất là đẹp. Đấy, mặt số được thiết kế cũng rất là thoáng và mặt đai hồ này được sẻ tia này, lấp lánh luôn, sẻ tia lấp lánh nhé, nó khác hẳn hoàn toàn so với hai mẫu đồng hồ trước. Đây, cả mẫu nữ cũng vậy thôi. Đấy, đều được sẻ tia lấp lánh. Đấy, cọc số màu vàng đồng bộ với là phần dây vỏ rất là hợp. Đấy, rất là hợp nhau luôn. Vòng mặt đai hồ này màu trắng, mặt kính sapphire và mặt kính sapphire và chất liệu dây vỏ là thép 316L, độ chịu nước là 5 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay tắm nhẹ được thoải mái luôn, không nên đi bơi lội bởi vì đây không phải là cái mẫu đồng hồ để chuyên dụng bơi lội, cho nên là anh em nên tránh cái chuyện bơi lội ra. Và người ta nói là của bên tại người là chính thôi anh em ạ. Vâng, ta sẽ xem mã của em nó nào. Vâng, đây là mã của đồng hồ nam này, là OPA580704MSK, giá là 6.290.000, rất là hợp lý luôn. Rồi, mã của bộ đồng hồ nữ này là OPA55958LK, giá là 5.990.000. Đấy, mẫu thì mẫu đồng hồ nam và mẫu đồng hồ nữ thì chênh nhau khoảng 300.000 anh em nhé, chênh nhau khoảng 300.000 thôi, rất là hợp lý luôn. Thì anh em thấy mẫu đồng hồ này thế nào? Đây, về phần dây này. Đấy, phần dây này bây giờ tôi sẽ bỏ cái cống lên ra. Đây, phần khóa của em nó đây anh em này. Đây, phần khóa G3 nhé. Khóa G3 này, trên khóa được in logo sắc nét của thương hiệu OP này. Đây, phần em đáy của nó này. Phần đáy này bây giờ cũng thông số kỹ thuật và có tem của nhà máy luôn đây. Tem chống giả của nhà máy luôn. Đây, phần dây này anh em này.
dây được thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Đây, phần dây rất là lạ mắt. Đấy, độ dày rất là hợp lý luôn. Đây, trên một cái mẫu đồng hồ nam mà như thế này, độ dày này rất là hợp lý luôn anh em ạ. Quá mỏng luôn. Rồi, mẫu đồng hồ nữ thì cũng vậy thôi, đều là phần quá đây. Đây, tôi sẽ tháo cho anh em xem này. Đây, phần khóa của mẫu đồng hồ nữ này cũng đều giống như mẫu đồng hồ nam, đều là khóa cửa 3 này. Đây, khóa cửa 3 giống như mẫu đồng hồ nam. Đây, trên khóa cũng có logo sắc nét của thương hiệu OP này. Phần đáy của em nó đây. Đấy. Đây là tất cả đồng hồ thì tôi chưa cho chạy. Đây, cho chạy này anh em này. Đây, phần kim dây chạy này này anh em này. Đó, phần dây này. Đây, cả đôi đây, lên tay rất là đẹp luôn. Thì ở mẫu đồng hồ nam thì nó có lịch và mẫu đồng hồ nữ thì không có lịch anh em ạ. Bởi vì là mẫu nữ thì thường ít thiết kế lịch hơn là mẫu đồng hồ nam. Đó. Bởi vì là nữ thì thời trang là chính thôi, chứ còn chẳng mấy khi xem đến lịch biết làm gì, cho nên là hãng người ta cũng cắt bớt cái vấn đề đấy đi. Rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em chiêm ngưỡng xem là có ok thì ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Dây Watt anh em nhé. Đây anh em này, đây là khi lên tay một đôi nam nữ thì tôi nghĩ là cũng không phải bàn nữa rồi. Đây là một đôi tôi nghĩ là cũng rất là đẹp và trẻ trung. Đấy, anh em nào mà thích màu vàng, ví dụ anh em nào có nhẫn vàng rồi, vòng tay vàng rồi, là lắc vàng các kiểu rồi, thì đeo một mẫu đồng hồ vàng này cho nó combo thì nó rất là hợp lý, nó rất là đẹp luôn. Đấy, thì ở đây hiện tại thì dây mình nó đang là thừa, cho nên là nhìn nó lỏng lẻo này thôi, chứ còn nếu mà mình cắt dây đi và mình đeo nó đúng vào đấy thì nó rất là đẹp hơn, nó sẽ đẹp hơn là khi mà tôi review như thế này. Đấy, anh em nhé, nhìn này, lên tay rất là sang luôn. Đấy, nó còn rất là lỏng như này, cho nên là nó cũng không được nhìn, nó không được đẹp bằng cái việc là mình cắt dây chuẩn chỉ cho mình lắp vào, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, một đôi rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một cuốn sổ bảo hành. Đây anh em nhé, đây một cuốn sổ bảo hành của thương hiệu Olympia Star. Đấy, shipmate đấy nhá. Vâng, một số anh em thì cũng biết rồi, Olympia thì có là Olympia Star và Olympia Pianus. Đấy, hiện tại thì như cái đôi này thì là Olympia Pianus này. Rồi, đôi này thì lại là Olympia Star này, đây Star này. Thì Star thì là của Thụy Sĩ. Đấy, thương hiệu Star là của Thụy Sĩ và Pianus đấy lại là của Nhật Bản. Thì hai thương hiệu này thì nó khác nhau ở điểm gì? Khác nhau ở cái chỗ là thường là Olympia Pianus thì là máy cơ, Star thì là máy quắc. Hai thương hiệu này thì nó đều cùng là một phân khúc, cũng như là cùng một nhà máy sản xuất. Vâng, giống như thương hiệu Adidas ấy. Vâng, Adidas thì nó có phần Adidas Neo này và Adidas. Vâng, ví dụ thương hiệu Ozen thì là có Ozen Star đấy, và Ozen thường. Vâng, nó chia ra thành hai phân khúc khác nhau. Nhiều khi anh em không biết thì tôi chia sẻ với anh em như vậy nhé. Đây là cuốn sổ bảo hành của em nó này. Thì phần đằng sau này thì sẽ điền các thông số kỹ thuật ở đây. Vâng, cũng như một số video thì tôi cũng nói rồi, OP này là một thương hiệu quốc tế, cho nên được bán ở rất nhiều các thị trường khác nhau, tại Thụy Sĩ này, Mỹ này, Panama này, UAE này, châu Á có Nhật Bản này, đấy, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam này, đấy, Ấn Độ này, Malaysia, Singapore, Myanmar, nói chung là rất nhiều các thị trường khác nhau. Và trong này thì có cái hướng dẫn cho anh em đây. Vâng, rất nhiều các thứ tiếng khác nhau ở trên này. Thì chế độ bảo hành của thương hiệu OP này là được bảo hành 2 năm tại hãng và 5 năm tại đồng hồ Dây Watt chúng tôi, cho nên anh em muốn mua thì hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Và ngoài ra thì đi kèm với sản phẩm thì có một chiếc hộp chính hãng đây. Đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu OP đây. Trong có một quả bông. Thì hộp OP này thì được sản xuất tại Thái Lan đây, tại thị trường Thái Lan luôn anh em ạ. Đây là một chiếc hộp chính hãng rất là đẹp luôn này. Logo Olympia sắc nét đây, rất là đẹp luôn. Rồi, trên ba đôi đồng hồ này thì anh chị em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với đồng hồ Dây Watt chúng tôi để sở hữu anh em nhé. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Dây Watt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review một sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.